Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay đến với cái video này á, thì mình cũng xin nói về các loại pin. Thì ở đây mình có cũng rất là nhiều loại. Như ở đây là pin này mình sử dụng một lần mình bỏ. Còn những cái loại pin này là pin sạc nha các bạn. Thì pin sạc thì như cái này là cái cục sạc, cái này là cái cục pin này của điện thoại. Thì những cục pin này á, mình sử dụng cũng khá phổ biến, như là những cái đèn pin như thế này hiện nay mình cũng xài rất là phổ biến, hay là những cái quạt gió để vừa thổi mát như thế này thì nó cũng xài những cái cục pin như vậy. Thì trong cái quá trình mình sử dụng một thời gian á, thì nó sẽ bị trục trặc. Trục trặc á, thường thì mình nó hư á, thì mình kiểm tra là mình kiểm tra phần lớn là mình để ý đến cái cục pin là mình sửa. Thì bây giờ để mà nhận biết cái cục pin này á, mình nó còn là mình sạc được nữa hay không thì mình kiểm tra như thế nào. Thì đối với các bạn mà có cái đồng hồ đo ôm như thế này thì nó cũng khá đơn giản rồi. Còn những bạn mà không có đồng hồ đo ôm như vậy thì mình sẽ làm sao? Thì bây giờ nó cũng có một cái cách rất là đơn giản. Thì như ở đây, cái này là cái cục sạc của nó. Thì cục sạc của những cái như đèn pin như vậy nè các bạn. Thì khi mà mình sử dụng nó hư á, thì mình sẽ dư ra được cái cục sạc như thế này. Rồi mình mua mới thì nó cũng theo cái bộ cục sạc mới. Thì các bạn cùng khi mà nó bị cái cũ mà nó hư á, các bạn đừng nên bỏ cục sạc này nha các bạn, mà mình lấy cái này mình tận dụng để mình thử. Thì bây giờ để thử bằng cách nào? Thì để mình nó thì nó có cái dắt như thế này. Thì mình cắm vô á, thì mình sạc mình thử. Đôi khi nó có những cái trục trặc bị đứt dây hoặc là nó bị hư bóng như thế nào đó, thì mình cầm vô mình sạc thì nó cũng không có nó không có vô pin. Thì để mà mình kiểm tra được nó chính xác hơn á, thì mình sẽ tháo mình lấy pin nó ra. Như cái đạn pin này á, thì nó sử dụng cái cục pin nhỏ. Còn như cái đạn cái cục đạn pin lớn như thế này á, thì nó sẽ sử dụng hai cục pin như thế này hoặc là ba cục. Thì mình trước tiên là mình gỡ ra rồi mình thử. Để mà mình thử nó chính xác hay không á, mình sẽ cái cục sạc như thế này là mình cái loại mà mình mua, mình loại có cái bóng đèn báo nha các bạn. Thì cái bóng đèn báo này á, nó có hai chứ, nó có một cái nhiệm vụ là báo khi là đang sạc, hoặc là khi mà cái cục pin mình nó đầy á, thì nó sẽ báo cho mình biết. Thì nó có một cái bóng đèn này mà nó có hai màu, khi mà sạc đầy thì nó sẽ về cái màu xanh, còn lúc mà nó đang sạc thì nó màu đỏ. Thì mình lợi dụng cái chức năng của nó thì mình sẽ chế ra. Như ở đây mình cũng có chế sẵn một cái cục sạc như thế này các bạn để mình thử đó. Thì mình sử dụng hai cái cây, hai sợi dây đồng mà một loại một sợi như thế này, mình làm hai cây que. Đó, như vậy bây giờ để mình thử cho các bạn xem nha. Đó, mình cầm lên á, thì bây giờ mình không sạc á, thì nó sẽ là cái đèn xanh. Bây giờ để mình thử nha các bạn. Thử cái này á, thì cái này mình làm dấu cái que đỏ với que trắng. Đỏ thì là cái que bên đầu dương, còn cái que trắng này là đầu âm. Thì mình sẽ thử cho theo thứ tự như thế này. Nè các bạn quan sát, khi mình chạm vô á, thì cái đèn đỏ nó báo lên. Đó, như thế này là chứng tỏ cái cục pin này mình vẫn còn xài được nha các bạn. Đó, mình kiểm tra nó rất là đơn giản như thế này. Rồi bây giờ để mình kiểm tra qua cái cục pin của điện thoại. Cái này á, nếu mà mình nói mình chế như thế này là mình sử dụng mình thử cũng rất là nhiều loại nha các bạn. Như chẳng những cục pin này mà là cái cục pin điện thoại mình cũng vẫn sử dụng được nha các bạn. Rồi bây giờ để mình thử cục này coi nó còn sạc được hay không. Đó, đèn đỏ báo lên là chứng tỏ là cái pin này còn xài được. Rồi tiếp đến bây giờ mình thử cái cục pin này đi. Thì cục pin nó có hai đầu,
như thế này á, thì nó như cái này thì mình dễ nhận ra cái đầu này là đầu cộng, này đầu trừ. Còn cái này á, nó hai đầu nó giống, tương đối giống nhau thì mình phân biệt nó có một cái ngấn như thế này, thì ở đây là cái đầu cộng. Khi mình thử mình không bao, đừng nên thử nhầm nha các bạn, thử nhầm thì cái đèn này sẽ tắt. Rồi mình chạm vô mình thử. Đó, như thế này đèn đỏ nó không lên là cái cục pin này nó đã bị hư rồi các bạn. Này là không xài được luôn nè. Còn bây giờ cục pin nhỏ này. Đó các bạn nhìn xem cái đèn nó báo lên đèn đỏ, vậy là chứng tỏ là những cái cục pin này vẫn còn xài được. Còn như pin này xài một lần thì mình không nói. Như vậy là trong mấy cục pin này á, thì cái cục pin này nó đã hư rồi, không sạc được. Như vậy là các bạn nếu mà chế được cái cục để mình thử như thế này á, rất tiện lợi nha các bạn. Cũng như có thể là mình sẽ thử được những cái bóng đèn này luôn. Đó, cho nên cái này nó cũng được xài được hai công dụng. Cái thứ nhất là mình kiểm tra coi cái cục sạc nó, coi cái cục pin nó còn sạc được hay không. À, và cũng như là mình thử có những cái bóng đèn mà nó còn sáng được hay không, nó có bị đứt hay không. Thì qua cái video này á, thì các bạn thấy không, mình cũng chỉ cần một cái cục sạc như thế này rồi mình cắt ra mình chế hai cái que như thế này là mình để mình thử được cũng rất là nhiều loại nha các bạn. Rồi như vậy video này của mình đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau nha.